rất là nhộn nhịp, rất là vui, rất là nhiều các quà tặng. Mình thấy sức bền của tuổi trẻ để thực hiện lễ hội. Không khí lễ hội rất là sôi động và mọi người nó rất là đông. Dạ, con tên Kim Hoa, đến từ trường tiểu học Dương Định. Mình tên Huy, mình đến từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Mình tên là Đôi, mình đến từ quận 10. Không khí lễ hội rất là sôi động và mọi người nó rất là đông. Thấy Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn quá sôi động, và mình thấy phần quà rất giá trị khi mà mình được tặng cái voucher để trồng răng lên tới 1 triệu đồng. Cô chú tiếp đón rất nhiệt tình và có quà tặng nữa. Khi mình tham gia các gian hàng ở quanh lễ hội Sống khỏe 2024, mình thật bất ngờ khi một gian hàng của Nha khoa Trồng Răng Sài Gòn, một thiết kế thật độc đáo, chuyên nghiệp, đập vào mắt mình phải ghé lại để đi xem. Và các bạn đón tiếp mình thật là thân thiện, thật là chuyên nghiệp, tư vấn mình về các dịch vụ, địa chỉ, về thông tin liên hệ để mình có thể tiếp cận Nha khoa hơn. Mình cảm thấy thật là hạnh phúc. Cô nhận được quà tặng, coi như mấy đứa cháu rất là vui vẻ, coi như là cô rất là thích thú, nhộn nhịp, rất là vui, tưng bừng lên.